Tối ngày 2 tháng 10, đoàn xe do cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước dẫn đường đã đến chốt kiểm dịch Cai Chanh, xã Đắc Tru, huyện Đắc Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Đoàn xe gồm hơn 1.300 người, chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp ở hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Cụ thể, theo cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước, đoàn này xuất phát từ Bình Phước lúc 17 giờ chiều ngày 2 tháng 10 với khoảng 20 xe. Trong đó có 5 xe của doanh nghiệp hỗ trợ chuyên chở các xe máy bị hư hỏng dọc đường và 15 xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông dẫn đường. Hơn 1.300 người, bao gồm khoảng 1.100 người xuất phát từ tỉnh Đồng Nai và gần 200 người xuất phát từ tỉnh Bình Phước về các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Lãnh đạo chốt kiểm dịch Cai Chanh cho biết, ngay khi nhận được tin báo từ các chốt kiểm dịch Bình Phước về đoàn người này, chốt kiểm dịch Cai Chanh đã tăng cường thêm 40 người, gồm cảnh sát giao thông, công an, dân quân tự vệ, quân đội, y tế và thanh niên tình nguyện. Ngay khi đến chốt, đoàn người được chia làm hai nhóm. Một nhóm về các huyện thị ở Đắk Nông phải tách riêng để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, sau đó điều động các xe cảnh sát giao thông các huyện đến đón. Đoàn người còn lại được kiểm tra y tế, sau đó theo một tốp xe cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông đi tiếp 150 km sang Đắk Lắk. Hôm nay về thì em cũng rất mừng, tại vì trong đó hơn 3 tháng này là em có đồng nào hết. Tiền hỗ trợ thì cũng có, trong một tuần thì người ta hỗ trợ một lần. Nếu mà người ta hỗ trợ thì ngày đó là có ngày em nhịn. Theo cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước, ngay khi đoàn xe này đến Đắk Nông, thì ở phía giáp Bình Dương cũng đã có 3 đoàn người mới với khoảng 5.000 đến 7.000 người cũng chuẩn bị xuất phát.